Thưa ông Adiyat, xin gọi cho các nông phổ vật tại phổ vật nâng bật vì sao thay đổi bàn cao vật của lòng mình miền cao rồi luôn. Để xa chả lắm ta, ai đã bồn tực thì dân nè đây mình bàn bồn tực nè để cái này nè để thư bỏng rõ sẽ cầm phiếp công trô vì sai bồn tực cả đám đồ cả chấm sát này sát cứ ớt sâu bàn tử thuộc phòng. Ngày nâng dân trâu tè rùm thế phải chọc ở rừng phải hà nâng. Xôm ai nè đang bay mục cả đám đồ chỉnh chấm sát nề sát cái đôi chỉ ca chưa sẽ cam phiệp xem xem tiệt đang bay bỏng ra bị say cả xem tiền bay một khối thôm nữa ở bàn phò ở khnề hai xu thang thì tiếp thi thơ mày mấy ai đó mới xuất dương mới xuất tiền nhà thua bàn lớn hỏi thà nị tiếp vị thi cứ cùng khổ thà ta cả lại chạy chạy nút chia cả chạy chạy cầm cả cục rồng to rồi bỏ à kỳ sĩ cầm bị chia rư mua cả chạy chạy nút chia cả chạy chạy để to rồi bỏ xe và co ai cái chỗ nào mua cả đó vì phút lại về tầm mùi tê để xa khi xử lý chỉ nè ốp thông bằng bên khác ở tầng ốc nếp ở miền cả ai cái việc thay cứ thay tầm mùi tê đối chứ nè nè pra pra kẻ sẽ cảm tầng ốc cứ ai đặng bị anh đi để dê ông bị nịt rút bộ vật bộ cố nâng tệ bộ cố nâng cứ ai ta đặng bị tao nè chạy chạy nâng tư nè lụa phần tao tạo phần năng nè thì rừng là tê cứ mạch khoảng vì pro ấy ta vứt về trâu nịt tê về thi về trâu đau và to tiệt cả nã đã bịa đầm bay sông cạo và thăm thốn nịt dụ cả than môi đã bỏ kỳ sinh cao một chiếc môi nịt dụ cả than kỳ sinh chuyển đã bỏ trâu tay phải nứt mơ để chọn thạch cả nắng hơi nắng oi bứt than này nắng bứt chiếc trâu cổ đảo còn đây dương cùng khó ngày nít cứ cùng khó so mọi bom ôn cả sẽ có cả đôi sạ kia chầm sạt sạ kia cài chay và lật phò cả sẽ cam cả đôi cùng khó cứ đã bịa tàu nẹt luộc lớn cả lại để bom ôn tăng thì tăng nắng hỏi kê nơi tầm nào ca và tỏ rừng tây nóng cứ dư trong tiền niên thá ở tầm nào ca này rồi lún bờ mình rồi lún tây dư đừng quay theo ca chỉ mua khi mà đông dương bị sét làm vậy thôi mà ở về rồi lún chẳng cái ca này cứ chỉ cái ca thì mùi ông pi hạ công công sa mà khi cả sẽ cảm trong phần lật rùm khi này cái đó trong bom tức rùm khi này cái đó trong chỉ chăm sát rùm khi này chỉ công sa mà khi chỉ hạ công chỉ hạ co dương hai chữ mũi hào tới còn tới chỉ công sa mà khi dương chúng ta ở trên chân chân bởi không ca ở đây đi vì tôi từ miền Nam mới tầm nàng vì phụ nữ Nam mới trong băng tài phượng chẳng dừng ai từ tia tài phượng vì mà rồi nè để ở thì họ bằng miền Samoa chừng mà rồi nè chẳng từ miền Trung cầm tịch máu ở miền ca đăng lư vì cầm bậc xa không mà rư sẵn cắt nó tin đủ máu vô mà đặt đầm măng nơi cả lấy nè luôn đôi khi nè chẳng bà tha ở đây sẽ đặt lại ở đây sẽ bà tha sẽ vào cái chốn đặt nó sẽ vào cái chốn hai để tìm thấy nước tầm nàng ca luôn này đặt tập phần năng cứ one stop service cứ ao từ mà cái chọc đó cứ chỉ one stop service nơi chữ muối để trồng để luộc phượng còn tên là tivi chạy chỉ pì bờ ai cái chun đôi mùi cái crom hôn rồi tàu đặt tỏ bờ sân chỉ crom sa mà ký rư hạ cung rư cả sẽ co cả sẽ cam na muối trâu ở miền ca đằng lư pì ở nhà thó ở tròn crom chỉ crom ở miền đầm nàng mùi tập quần đằng tiền để lại ông dương mới xuất gặp ban bị chết chung bị chết mà đoạn tiên cũng phải sầm khẩn riêng pa nhị ha ca chênh lối thay ni là ca stung rư muối có propon ni là ca stung bà sân chỉ công sa một ký chia sạ cung chia sạ co cả sạ cám rồi còn chỉ chầm sạt nền nĩ để miền được non trái được non để dùng ở đây ở bành bành đấy cứ tục ao ấy aki sơn ý chỉ nhẹ chỉnh chuột mà đây tha tam địa là dụ cái than aki sơn ý vì vụ đặc cam chuyên là bọt là bọt aki sơn cao buổi chia dương thưa cao to chỉ mua aki sơn ý sa kha aki sơn ý bọt luôn rồi mua cả thưa cao to chỉ mua nắng nè đại trai trai kỳ sĩ đại chi sĩ và co ai kỳ chuẩn nó ta mình mình đã khai công lắm cứ dương nâng chân chun công sao mà kỳ được dương chân chun đại sa chỉ ca pra pra sa mô hạ phiệp hai phiệp tráng ca pra sa mô hạ phiệp cứ sầm ao tại lược cô ca sầm cùng một cái tráng để che dương chân chun nu rót chân chun nu ta mới ở đây xem the light group one bậc cô nội tệ bậc cô tôi chân chun ấy lược lên cho các đơn vị đại còn tại set up công tơ miền là TOU function hay miền time of use hay miền là pay vì lý hay còn tại ở đây sẽ để chui set up anh đang khi miền nào vô lợi thì của công tơ bỏ ai đom luôn chúng tiêu luôn bằng ôn miền sạp hời còn ta bơ tầm râu cả đại công tơ đời lại đầm bây từ tour ban cao và thom thom đi thôn đi cứ trâu tầm lang công tơ thay trong cả này bài đi trâu chủ trên phải công tơ này tập phần này hay trên tại mà đom thì bờ sân chỉ công tơ đang ngày coi bị khôi bị kẹt ấy cứ nẹ luôn đồ áo để ăn cất lời tê anh đang phải chạy chun chỉ còn dụ bài chỉ ruồm tạm đòn cứ đặt tang buổi đòn thì hát ấy bàn miên ca tiền tia được chứ này làm bây chú chạy đồng lệ của dương ăn là tập hiệp mình là dương mình chọn như ăn là tập hiệp cắt đầu tao ở thì hai tí pi tiết
Cứ Cảm ơn đã thầm bây ô tô một tịch. Vì vụ thì họ thả quát viên tiết phá một sân chịa là bây nâu thế. Mà mình chỉ cả lấy thơ ca ý thế. Trong cả giới thang là cả sân nó cao tiết nó. Anh châm môn, châm trụ, châm cô nó. Còn đây tiết có một sân chịa đọc. Chẳng kìm mình ai tâu sạch sẽ đáy ô bà thông thôn. Dù lôi chiếc từng ô màu ô bà thông. Cả định sân chịa bỏ mà chạc nông thế. Anh dễ trắng thôi nè. À tê, anh ơi chứ bác nè. Cứ sẵn mạp thay ca nổ. Châm trụ, châm cô, châm môn khỏi tiết nổ. Chẳng công tơ mua tiết nâng công tơ tí pi nâng công tơ để ban tựa tuôn càng được ruột. Chẳng hãy ban xông xông chùm riêng chùm này chứ ba tha. Đời xa thạng vì ca chiết là bao dương ruộng bao vật dương dương nó. Vì mình cầm rết. Chẳng ca pra nhé ở trong cổ tạng. Mình ai do lê thành châm trụ còn tại pi các ba còn tiết. Tớ xông mà buồn rồi phát xác bởi mình dịa ta tạo và tạo ông pram kêu nông tiết anh đang ở tề. À, nâng mẹn hào thả nâng dừng châm lên tới tôi ấy châm lên và nay dừng mình ai được tiêm tia lôi chiết bỏ vào chiếc chuân chiếc đọc liền nè mà sắp sửa tay mình dân chạy prám cao mẹ thả anh châm chụp bị các ba rừng châm môn bốn đọc được gọm tiền anh đang ở đây anh đang ở chiếc băng bởi khả niệm còn ta bởi sân chỉ dương ruông khả niệm đó bây ạ đồ bọt cô ca ruông đi đòi rẽ xa nó cả chọc này cả chọc ruông mình tập bản năng lôi mình tập bản năng dương ai thừa bản dương ai thừa bản.